Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Mình đang ở thành phố Quảng Ngãi và chờ xe buýt để xuống Gành Hiến. Cái đường đi ra Gành Hiến á rất là thú vị các bạn. Thì ở trên vách tường của các nhà mà đi trên đường đi ra đều được vẽ các bức hình rất là đẹp và vui nhộn. Con rùa đây cực đẹp luôn các bạn. Wow, nhìn rất là có hồn luôn. Các bạn đi vào cái đường tranh 3D này á, không khác gì một cái buổi triển lãm tranh nghệ thuật hết chứ các bạn. Rất là đẹp luôn. Ôi, đây nữa này. Hiện tại thì mình đã ở Gành Hiến của Quảng Ngãi rồi nè các bạn. Thì để đến được đây á, các bạn có thể bắt tuyến xe buýt số 5 từ thành phố Quảng Ngãi để đến thôn Vạn Tường của xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Thì cái đường mà để vào Gành Hiến này nó rất là đẹp các bạn, gọi là làng tranh 3D, khá là đặc biệt. Người dân phơi rong biển rất là nhiều ở trên cái bãi đá này các bạn. Mình nghĩ cái rong biển này chắc là làm rau câu á. Chú ơi, cho con hỏi chụp hình san hô coi đi được nào vậy chú? Chụp san hô kia gà mà nước nó còn gà em. Dạ. Chụp san hô ta đó mà nước nó còn bao giờ nước nó còn mới quay được chứ dài quay không được đâu. À, ấy là ở chỗ đấy luôn hả chú? Ở trong gành đó mà ngầu ngay cái bồn kia là mình đi ra nước nó còn khô đó luôn, rồi mình lậu đó luôn. Mà chừng nào nước mới cạn chú? Bữa nay em đi là trật hơn.
chết cha rồi. Nếu mà em đi mà đúng là bữa 14 rằm 16 rằm hả? Là đúng. Là à, buổi chiều. À dạ. Thế giờ em xuống là đúng. Mà nếu mà cuối tháng là bữa 29 30 11. À cứ tháng nào cũng vậy, em tính hay cái chồng đó là em xuống là vừa. Nó cái món gì đây chú? Dạ, món gì đây? Canh. Canh chuối hả? Mình chuối. Dạ. Đông sống. Canh canh chua thập cẩm. Canh chua thập cẩm. máu. Dạ, có một đĩa. Ừ. Đây là con cá mó các bạn. Ồ. Đó, rồi em quay đi, má chú quá, anh đổ lên lượm vô cái vùng này vậy đó. Đó bành thì bự hư hư cái rau lên thí. Còn có mấy miếng có để vậy được ha. Đó đó đó, để vậy nó đẹp. Mấy 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 chú nấu canh cá mà không thấy canh đâu, thấy cá không bà? Đó, có canh đây, có đây. Trời, wow, wow. Thì mấy cái miếng có hư lớn lớn lên cho nó đẹp, nó đẹp. Buổi sáng quá chất lượng luôn. À, vậy đó. Gần yến đó, em nói là gần yến. Mấy anh lưu động. Cho nên lửa nó cháy quá. Theo lời của các chú ngư dân địa phương á, thì nếu như các bạn muốn quan sát cái san hô ở gành yến được đẹp và rõ nhất thì các bạn phải đi là vào 2 giờ chiều các ngày 14, 15, 16 á, và 30, 11 của âm lịch nha các bạn. Thì vào các ngày này á, nước nó sẽ rất là cạn, các bạn có thể đi bộ ra ở giữa cái lòng gành yến luôn để quan sát san hô. Nhưng mà hôm nay mình đi trúng bữa nước sâu nên bây giờ phải nhờ người dân địa phương chèo thúng ra để quay video cho các bạn xem. Dầu cái này nước lớn nên mình với anh Linh đang bơi thúng ra giữa gành để quay san hô này các bạn. Chèo cái thúng này cũng rất là khó các bạn, cần phải đòi hỏi kỹ thuật quen thì mới chèo được. Các bạn nếu như mà ra gành yến này vào cái nước lớn mà muốn lặn ngắm san hô thì có thể lấy số điện thoại anh Linh nha. Bạn nào cần lấy số điện thoại anh Linh cứ để lại bình luận mình chia sẻ cho. Các bạn nếu như mà lần đầu bơi thúng á, nếu như mà không quen nó rất là say nha các bạn. Nó bị say sóng còn hơn say xe nữa. Ui, say sóng mặt mày nữa.
Lưu ý là nếu như các bạn đi tham quan gành yến vào các ngày nước cạn á, thì khi mà ra ngắm san hô các bạn không nên đi về đế cứng, không nên bước chân mạnh để nó sẽ làm gãy san hô, và tuyệt đối không kệ, không nảy san hô hay là bắt sao biển đem về. Chúng ta hãy bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ gành yến cho nó luôn luôn xanh đẹp nha các bạn. Không bắn nước hả? Bắn nước chứ, trời ơi. Bắn nước con biển. Chai chai có biển. Nhiều nhiêu cho em? 10 ngàn. Cái nước này là cái rong biển phơi ngoài kia nha các bạn. Hồi sáng mình không biết, mình kêu làm rêu câu nha, không phải là để làm ra cái nước này nè. Rong biển là nước xâm lạnh. À, nước xâm lạnh ha. Xâm lạnh. À, xâm lạnh. Mình uống thử cái nước xâm lạnh như sao nha. Ngon. À, đã khác. Sau khi các bạn tham quan bên gành yến á, các bạn có thể ghé qua bãi tắm Thanh Thủy, cũng ở rất gần gành yến luôn. Cảnh quan thì đẹp nhưng mà rác thải cũng rất là nhiều các bạn. Rác thải từ một cái bộ phận không nhỏ những con người thiếu ý thức. Nói chung là đi du lịch á, mình thích cảnh đẹp, mình yêu cảnh đẹp thì mình phải biết bảo vệ giữ gìn nó các bạn. Đi du lịch mà mình làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên á thì tốt nhất là không nên đi.